Kính thưa quý vị, Lido Sài Gòn TV chúng tôi đang có mặt trước Tràm Chim, và hôm nay thì một trong những ngày vui của người Việt chúng ta, và chúng tôi có cơ hội gặp gỡ ông tỷ phú Hoàng Kiều. Chào ông tỷ phú, lúc này ông khỏe không? Cảm ơn, tôi cảm rất ơn. Khỏe. Vâng, với một cái giọng nói của người Quảng Trị, khuôn mặt của ông rất tròn trịa, nước da vẫn đẹp, và hình như nhìn vào vóc dáng của ông Hoàng Kiều thì khó có ai có thể đoán được ông hiện nay là 72 tuổi. Chắc quý vị biết nhiều, ông Hoàng Kiều đã có những gắn bó với cộng đồng người Việt, đặc biệt là ông đã có nhiều công tác từ thiện, ông đã trao tặng rất nhiều với vấn đề xe lăn cho những người trong cái lần của hội từ thiện của miền Nam California đã có, và chúng tôi cũng đã gặp gỡ ông rất nhiều. Nhưng hôm nay thì đặc biệt người ta nói ông Hoàng Kiều rất nhiều về vấn đề chuyện tình cảm của ông. Thưa, bao giờ thì vấn đề cô Ngọc Trinh với anh sẽ được mọi người biết đến, thưa anh tỷ phú Hoàng Kiều? Em biết bây giờ hỏi cái câu đó là bằng thừa, là bao nhiêu mọi người được biết đến rồi. Nhưng mà biết là biết một biết cái... chứ có tương lai sẽ là muốn biết là ngày nào chúng tôi đám cưới, ngày nào chúng tôi như thế nào. Wow, thì cái việc đó như chúng tôi đã trình bày trước là bởi vì tôi đang có nhiều cái công trình mà chúng tôi cần phải nghiên cứu và cần phải tiếp tục để làm thí nghiệm lâm sàng và để tới một cái ngày thành công. Từ nào chúng tôi tuyên bố cùng đứng với ông Tổng thống Donald Trump, tuyên bố với thế giới rằng là tất cả chiến tranh đối với bệnh tật và ung thư kể từ giờ này đã được chấm dứt. Thì chừng đó chúng tôi mới bắt đầu nghĩ tới chuyện đám cưới, đám hỏi đám cưới, đám hỏi đám cưới như vậy. Yeah. Nhưng mà thưa ông Hoàng Kiều, ngày nay đâu còn có vấn đề đám cưới. Chúng tôi muốn nói điền chung sống của Ngọc Trinh với ông trong tương lai tại Hoa Kỳ là như thế nào, thưa ông Hoàng Kiều? Vấn đề đó chúng tôi đã nói rồi. Cái việc mà chúng tôi yêu nhau, cái việc hình cũng như với bóng, dầu cho ở xa cách nửa trái đất, nhưng mà trong tâm tư chúng tôi lúc nào cũng có bên nhau. Vì vậy, cái vấn đề mà có đám cưới, đám hỏi hay không như thế nào đó thì cũng chẳng thành vấn đề, bởi vì chúng tôi yêu thương nhau, chúng tôi gần gũi nhau, một giờ cũng là yêu, một phút cũng là yêu đương nhau và gắn bó với nhau. Wow, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị nghe tỷ phú Hoàng Kiều với những giọng nói có thể rất là đầm ấm của một chàng thanh niên ở lứa tuổi 40, chứ còn không phải là một người đã ngoài thập tuổi. Tôi, từ lai hy tôi quá. Cảm ơn ông đừng nói vì người Quảng Trị mà ông nói như no. thế. Nhưng mà tôi nói cho thật cho ông biết. Vâng. Cái tâm cái có rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề sức khỏe của tôi, vấn an về tôi. Vâng. Tất cả các báo chí ở Việt Nam cũng đặt thành vấn đề là sức khỏe của ông Hoàng Kiều như thế nào. Tôi vẫn còn sống nhanh nhanh đây. Vâng. Tôi đâu có bệnh hoạn gì, nhưng mà chúng tôi đều hòa hợp cả cả hai, lẫn tâm hồn lẫn thể xác, và chúng tôi vẫn mạnh khỏe như thường. Đấy, chúng tôi không muốn nói ra là cái Ngọc Trinh nào. Mỗi lần nói ra thì chắc Ngọc Trinh nó mất, Ngọc Trinh rất mất cỡ. Yeah. Nhưng mà tôi thì tôi nói thẳng. Vâng. Ruột, bởi vì báo Thanh Niên bảo tôi như ruột ngựa, tôi nói thẳng ra. Đêm ngày 7 ngày 3 vào ra không kể. Thế thì được. Quý vị cứ cho tung lên tivi đi. Man. Đó là ông Hoàng Kiều đấy. Man. Sở dĩ tại sao ông Hoàng Kiều có thể lúc ông nói 40 thì tôi không tin, nhưng mà rất nhiều mọi người nói tôi là vào khoảng 50. Thì 50 thì thử được, và chúng tôi cho vào 50. Sở dĩ chúng tôi như vậy là chúng tôi có những cái sản phẩm. Thứ nhất là về những cái sản phẩm về dinh dưỡng, và chúng tôi gọi là food supplement mà chúng tôi đang nghiên cứu. Chúng tôi có thể giúp quý vị trẻ, và có thể mình có thể, nếu mà mình theo cái phương pháp của Hoàng Kiều, uống rượu, rượu sức khỏe đấy, và đồng thời dùng những cái sản phẩm nutrition product, tất nhiên những sản phẩm dinh dưỡng, thì và những gọi là những cái mỹ phẩm mà chống lão hóa. Wow, wow. Của cả hai, và nam và nữ, thì chúng tôi bảo đảm với quý vị, trong đó có những sản phẩm chúng tôi kêu là Less 20. Wow, nhân đây wow. thì tôi cũng nói luôn, vâng. để tránh đi. Cái vấn đề quý vị quảng cáo tôi, hỏi bảo tôi là PR, đương nhiên chúng tôi phải PR là cái chuyện đương đúng, nhiên rồi. Vâng, bởi vì là... quý vị hỏi tôi thì tôi nói, nhưng mà tại sao tôi trẻ như vậy. Nhưng mà thưa tỷ phú Hoàng Kiều, vâng. cô Ngọc Trinh là một trong những người bạn, người girlfriend của ông bây giờ. Ông rất là đào hoa, ông có nhiều người bạn tình đã đi qua. Cái khác biệt của cô Ngọc Trinh ngày hôm nay làm trong siêu lòng là cái gì nè? À, bây giờ tôi trả lời cái khác biệt của Ngọc Trinh như chúng tôi đã trả lời trên cái tờ báo Thanh Niên, là cái tờ báo mà chúng tôi cho là đúng đắn nhất, và cái tờ báo đó là cái tờ báo mà chúng tôi rất thích nhất, và câu hỏi tôi đã trả lời rõ rồi. Nhưng mà tôi muốn trả lời lại một vấn đề nữa.
Tôi thử hỏi quý vị, trong cuộc đời, nếu mà quý vị khi quý vị đã yêu thì quý vị chấp nhận tất cả những cái gì của người mình yêu, và khi đã yêu tất nhiên là mình phải làm bất cứ những cái gì đó để bảo vệ cái người yêu của mình. Và cái Ngọc Trinh đây là tôi thấy đối với những người đàn bà hoặc những con